Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip nghịch bóng bay. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn những quả bóng bay rất là to và anh em đang tập trung thổi, ok? Đấy, nhìn rất là to luôn. Mắc to. Và cái trò nghịch hôm nay không phải là thổi bóng bay, ok? Không phải là thổi, mà tôi sẽ bơm nước vào trong những quả bóng bay này để xem là nước có thể phá hủy được bóng bay hay không. Ok? Đấy, thổi tiếp đi Thượng. Thổi to lên. Tí nữa thì tôi sẽ bơm nước vào trong những quả bóng bay này. Và slow motion cho các bạn xem khi mà nước vào bóng bay nó sẽ như thế nào. Với những quả bóng bay to như thế này, tôi nghĩ là nó sẽ rất là đẹp. Ok, bây giờ thì tôi sẽ bơm quả bóng bay này cho lên người cô Thượng. Bên trong có một ít nước rồi. Rồi, cho lên rất là vất vả. Thượng nằm nguyên nha, chú sẽ được tắm nước. Ok, rồi, bơm đây, cứ bơm đây. Bơm nhá. Đấy, giữ đi, bơm rồi đấy, chú cứ giữ đi. Nam hỗ trợ đi. Cho lên trên người. Kìa, bóng bay xoáy rồi kìa. Từ xoáy rồi. Từ. Đừng thương. Xoáy rồi. Em tháo. Ấy tay giữ lại. Đúng rồi. Cứ giữ thế. Giữ nhá. Cứ giữ thế. Chuẩn rồi, nó sẽ to đấy. Bơm này. Rồi. To phết kìa. Đấy, mát không? Về chưa? Về chưa? Cà phê. Cà phê. Tí nữa sẽ không biết sẽ như thế nào. Mới cảm ơn chính xác. Cảm giác thế nào thưa? Mát không? Cà phê vẫn liều. Về được không? Ui, sao to thế? Trời ơi, to thế. Ok, các bạn thể thấy là quả bóng bay đang rất là to. Đấy, tôi nhìn thấy rất là to rồi, cảm giác rất là kinh dị luôn. Bẹp ruột, không vỡ bóng bay, buồn cười. Thằng này chết luôn. Vì bị bóng bay đây à? Trời, to quá các bạn. Em bé đấy. To quá. Nên gà đúng không? Phê vãi đều. Phê không? Phê. Vẫn còn mấy quả nữa. Từ vẫn còn rất là nhiều bóng bay. Bây giờ thằng cô nào thích trải nghiệm, cô Thành thích thử không? Không, chết người đây. Ok, sau khi kết thúc part 1 thì chúng tôi vẫn còn 2 quả bóng bay nữa để tiếp tục part 2 và part 3. Bóng bay rất là to. Thượng thấy bóng bay nổ ra nước thấy phê không Thượng? Quá phê luôn. Phê đúng không? Mát không? Mát hết người. Anh cũng đang rất là muốn trải nghiệm. Bây giờ tôi cho thằng Vũ Thượng trải nghiệm nốt quả bóng bay thứ hai này. Còn quả cuối cùng này thì tôi sẽ trải nghiệm xem nó phê như thế nào. Đấy. Cho Thượng trải nghiệm nốt. Tí nữa tôi sẽ trải nghiệm. Tí nữa tôi sẽ trải nghiệm quả thứ ba, quả cuối cùng. Và tôi sẽ cố gắng cho nó lên trên đầu, ok? Bây giờ thì tôi sẽ cho cô Thượng thay đổi tư thế. Thượng là không nằm nữa nhá. Ngồi đi. Cho lên đầu luôn đi. Hoặc chổng mông đi. Cái chiêu mà bị vỗ thần trưởng vào mông hôm qua ấy. Hôm nay tôi sẽ cho nó áp dụng, ok? Đấy, buộc nhanh lên. Cô Đức Nam mày đang ốm nên là thôi. Không cho thử nữa. Chú có muốn thử Đức Nam? Thế cảm chết, vẫn đang đấy, ốm. Nghe cái giọng nó biết đang ốm rồi. Thượng buộc nhanh lên Thượng. Sắp xong chưa? Xong rồi. Bây giờ là sẽ ngồi ở tư thế này để xem quả bóng bay phát nổ. Nam có gì xem hỗ trợ Thượng nhá, để bắt nó sang bên kia, không cho nó rơi xuống.
giữ hộ thượng đi, giữ hộ thượng đi, khi nào to thì nhả. Cầm. Ngồi đây, cứ giữ thế đây, đừng để cho rơi đằng sau. Em hỏi người phía trước thì nó không phải đua. Thế nhưng người phía trước. Vỡ rồi. Ok, quả thứ hai đã bị thất bại, không thành công. Và bây giờ còn quả thứ ba thì thôi, chú ra ngoài nhường cho anh. Tôi sẽ chơi quả thứ ba này để xem cảm giác nước nổ ra nó phê hay không đấy. Tôi chưa thử bao giờ nên là bây giờ tôi sẽ trải nghiệm thử. Ok, bây giờ các chú quay cho anh để anh trải nghiệm quả này. Ok, bây giờ đến tôi trải nghiệm. Này, cầm cho anh chìa khóa, xem cảm giác phê nó như thế nào. Tôi đang buộc bóng bay các bạn ạ. Ok, tôi nghĩ là đã được rồi. Bây giờ tôi sẽ nằm ra. Rồi, nằm ra thấy mát rồi. Tôi sẽ tự bơm và sẽ tự trải nghiệm. Yeah. Ok, bây giờ tôi sẽ bơm. Cảm giác, ôi, mát. Thấy nặng nặng bụng. Cho lên đây, cho phê. Mấy thằng cô này nó khiếp, nó không dám cho lên mặt. Nổ đi. To kinh khủng. Ui, nặng kinh khủng khiếp, vừa nặng vừa to. To vãi. Phê. Phê. Tắm luôn. Công nhận rất là phê các bạn ạ. Ok, bây giờ trước khi kết thúc video này, chúng tôi tắm rửa cái đã cho nó mát đấy. Khả mới đi được tắm sân. Nó cầm lọ dầu gội đầu ra, nó bảo hết dầu gội đầu. Bây giờ cầm ra nó phi hết ở sân này. Thấy chưa? Ui dồi. Phê đấy. Đấy, thấy chưa? Nhìn này, thấy chưa? Úi xa, úi xa. Mắc phê. Ah!
Dây chết. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn, bye bye.